Ok, hello anh em nha. Xin chào anh em quay trở lại với lại cái series làm với con Rec 06 ha. Thì hôm trước là mình đang làm xong cái đoạn là đi phân trang cho nó đúng không? Đi phân trang cho nó và chỉnh phân trang này nọ này. Rồi thì bây giờ video hôm nay thì mình sẽ kết hợp cái gọi là cái chức năng tìm kiếm ha. Thì cái chỗ này á, tại vì cái thằng này là mình sẽ để một cái khoảng gọi là một khoảng trống ở đây để nâng cái box này lên giữa ha, để dễ nhìn. Thì bây giờ vô trong client này, nhầm rồi, ở trong trong suộc ha, trong cái public à, thằng home này đó. Bây giờ trong thằng home content này á, mình sẽ để hay, mình giả sử để hay là 500 pixel đi, sau này mình sẽ sửa sau, sau này có content thì mình sẽ bỏ sau ha. Thì hiện tại là mình đó đó, như này là mình có thể lăn chuột lên rồi đúng không? Đấy thì bây giờ mình sẽ test cái chức năng gọi là khi mình roll này, anh em thấy không, khi mình roll là cái thằng này nó bị đấy này. Bây giờ mình sẽ thử nhé, qua bên này. Như này á, thì khi mình roll lên á là cái dấu này nó vẫn ở trên đây này anh em ạ. Thì khả năng là mình sẽ cho nó là sao ta, hơi hơi khó ha. Cái này là nếu mà nó lăn lên, lăn chuột lên, bây giờ mình sẽ làm sao ta cho nó như nào là hợp lý nha. Thì cái đó để sau ha, thì cái này để sau suy nghĩ mất thời gian. Bây giờ mà chủ mục đích của video này là chủ yếu là chú trọng vô cái chức năng tìm kiếm thôi, còn cái đoạn trên này là mình để xử lý sau. Hoặc là anh em có cái góp ý làm như thế nào á, muốn ẩn hiện này nó thì comment ở video này nha, mình sẽ làm theo ha. Rồi bây giờ mình sẽ trước mắt thì sẽ search như thế này. Đầu tiên là search theo location này, search theo cái property type này, search theo cái giá thuê này ha. Và đúng ra là theo như cái design á, là nó có hai phần là phần sale với lại phần rent. Phần rent này á, là chỉ search những cái bài đăng thuộc họ rent thôi, họ hàng sale này á, thì search những cái bài đăng thuộc cái mục sale thôi. Đó là lúc này là mình sẽ phải tùy chỉnh lại. Đó thì trước mắt thì mình sẽ focus vô là làm cái phần rent trước, sau đó là mình sẽ làm thêm cái thằng sale ở trên này nhá. Ok. Rồi thì bây giờ mục đích cái flow của mình là khi mà user bấm vô là search đúng không? Thì search này thì nó sẽ lấy param, nó đẩy lên đây và nó sẽ redirect mình tới cái trang property luôn ha. Ở trang này thì mình sẽ lấy những cái param ở trên URL này, mình ném xuống API server á, server nó sẽ filter theo những cái param mình gửi và nó sẽ trả về cái data. Ok. Thì qua bên đây mình sẽ check cái API của thằng user xem là lúc trước là mình đã viết cái API filter cho cái thằng property hay chưa. Đây. Đó mình đã làm rồi, đúng không? Thì nó get này. Thì đầu tiên là bốn cái trường best thiếu short này đúng không? Đó đó là đây là bốn cái trường lúc nào cũng có này, mặc định là lúc nào cũng có đi ha. Còn mấy cái trường sau là sẽ là phát sinh. Cái trường nào mà mình muốn handle á thì mình sẽ lấy ra khỏi cái dùng cái toán tử split kết hợp với lại là destructuring để mình sẽ lấy ra để mình handle. Giống như là cái thằng name đi, thì nhiều khi mình không muốn search là nếu mình để nguyên á thì nó sẽ phải search là trùng 100% cái name đó thì nó mới tìm được. Còn cái nếu mà mình muốn gọi là chỉ trùng 1 2 3 ký tự là tìm được thì mình sẽ lấy cái thằng name ra mình handle sau đó. Ok, còn không thì anh em cứ để nó là trong một cái object là query đó như này. Ok, thì cái này là mình đã nói kỹ ở một cái video trước đó rồi, thì bây giờ mình sẽ không có nói lại kỹ nữa nha. Đó mình sẽ check qua như thế này. Cái chỗ include này á, là trước mắt là mình sẽ ok, nó cũng có đây. Ok, là mình lúc trước mình cũng đã làm rồi đúng không? Xong. Cái này là khi mà không truyền cái limit lên á thì mình sẽ file đúng không? File. Còn nếu mà có truyền cái limit lên thì mình sẽ trả bên này. Ok. Trả về property này.
limit này, best buy. Ok rồi, cái này là mình đã làm qua rồi, không không có gì phải sửa nữa. Thì bây giờ mình sẽ bên này á, mình đang tìm theo cái gì anh em? Tìm theo cái address đúng không? Tìm theo cái location là cái address. Thì bây giờ mình sẽ mở DB lên. Thì cái address này á, là chắc chắn là mình sẽ không thể nào tìm full trăm trăm address cho nó trùng trăm trăm được đúng không? Thì giả sử như nó là, ví dụ nha, nó là quận 1 đi, thành phố Hồ Chí Minh đi, thì người ta chỉ cần search Hồ Chí Minh là nó ra đúng không? Không cần phải search đúng cái từ là quận 1 Hồ Chí Minh thì nó mới ra. Đó, giống như họ họ chỉ search quận 1 thì nó sẽ ra luôn. Đó, kiểu vậy, chứ không cần phải đúng 100% cái địa chỉ thì nó mới ra. Thì cái địa chỉ bắt buộc là mình phải làm gì anh em? Mình phải lấy ra. Đó, đó là một cái trường hợp mình dùng nhé. Rồi, thì thay vì cái name thì mình sẽ lấy cái address. Lấy cái gọi là address. Thì để lấy cái key nào á, để biết để lấy cái key nào thì anh em vô trong cái thằng model này, đó, trong cái lỗi gì này, trong cái thằng model này, đấy, trong cái thằng property. Mình nhớ là mình đã bổ sung cái address rồi. À đây đây, mình nhớ là mình đã bổ sung cái address rồi. Thì bây giờ mình sẽ tìm được theo address nha. Rồi cái limit field này thì mình không nói nha. Bây giờ tới cái chỗ là filter by client query này. Đó, chỗ này thì mình sẽ viết từng cái trường hợp một ha. Nói chung là ở cái server này đúng ra là cái controller không phải là nơi để viết cái logic như thế này đâu nha. Đúng ra là mình sẽ cần thêm một cái folder service nữa thì nó mới gọi là chuẩn của cái MVC ha. Thì hiện tại á, là mình viết thẳng luôn trong controller để đỡ phải tạo file rồi nó dài dòng nhiều khi đấy. Thì qua cái series sau á, là series mình làm về cái Next.js với lại là Next.js ha, với Next.js đó là hai cái gọi là hai cái gọi là framework mới ha. Thì hôm nay là mình sẽ bố trí sau. Rồi thì bây giờ mình sẽ check là theo nếu mà nó truyền lên address nha, tức là mình phải phải check đâu, chắc chắn là mình phải check rồi. Giả sử như mà address nó không truyền lên thì cái chỗ address này mình lấy ra sẽ là undefined, thì lúc này nó sẽ bỏ qua cái đoạn code này, nó không vô cái đoạn code này vậy thôi. Còn nếu mà nó truyền address lên thì mình sẽ phải handle cái address này cho nó bằng cách là mình sẽ thêm lại trong cái query này một cái key là address, nhưng mà cái giá trị không còn là giá trị nguyên mẫu mà client gửi lên, mà mình sẽ handle một tí. Đó là mình sẽ dùng cái SQLite where này, dùng lower này, address này. Thì cái này lúc trước là mình đã chỉ anh em cái cách này, là nó cũng na ná giống như là cái gọi là phần trăm like phần trăm á ha, anh em có thể lên đó search ha. Đây, đó là like này, phần trăm này, like phần trăm đó. Thì chỗ này mình sẽ để là address rồi lưu lại. Bây giờ mình sẽ check xem cái trường hợp là property type này là mình chưa có type luôn đó. Cái này mình chưa có giá trị luôn, thì cái này bạn hỏi là mình phải làm gì anh em? Phải một cái API lấy property type và một cái API lấy cái range này, range giá này, để mình xem nhé. Đầu tiên là cái giá thì range, cái khoảng giá. Cái này á, là cái series phòng trọ là mình làm cái gọi là cái input range á, thì custom nó kéo ra kéo vô thì nhìn nó cũng hợp lý. Nhưng mà bây giờ cái này mình muốn làm khác đi ha, làm khác đi. Kiểu chỗ này á, là khi mà kích á, thì nó sẽ hiện ra một cái pop-up ra cho mình nhập luôn ha, nó sẽ cho mình nhập giá trị đầu và giá trị cuối luôn. Đó, nhập xong là bấm submit thì mình sẽ nạp được cái khoản giá mà user muốn luôn ha, nó tùy ý luôn. Thì cái này xong là search cũng được, hoặc là dùng thanh kéo thì user khỏi phải nhập, nhưng mà mình muốn làm khác đi. Thanh kéo là video trước đã có rồi, series trước đã có rồi, thì bây giờ cái này mình sẽ làm khác ha. Rồi trước tiên là sẽ search theo ba thằng này. Đúng ra là cái thằng property này nó có rất là nhiều trường có thể tìm được nha. Đầu tiên là giá là mình tìm rồi đúng không? Còn giá này, địa chỉ này, mình có thể file theo name này nha, file theo name này. Cái này là mặc định là mình sẽ dùng cái rental rồi. Status này, cái này là cho admin rồi.
Available là cái gì đây, mình cũng không chắc lắm. À, tức là nó còn bán hay không còn bán ha. Tức là nó off market hay là on market ha. Rồi cái số phòng, cái năm, rồi cái người, rồi không sao, vậy đi. Bây giờ đơn giản thì nhiêu đây. Rồi, bây giờ trước mắt là sẽ nạp cái property type và tạo một cái object query để gửi qua backend. Thì thôi. Nói hơi nhiều. Bây giờ qua cái phần search. Qua cái phần search đi. Sao lại có cái thằng search ở đây nhỉ? Nó phải nằm trong cái component chứ nhỉ. Đây, component search này. Cái search này là delete đi nhá. Cái search này để nó làm gì nhỉ? Thôi trước mắt cái để đó đi. Mình sẽ dùng cái search trên này. Cái input select này. Input select cái này là input form, là nhập. Giờ mình sẽ vô trong cái input select nha. Trong này mình phải truyền cho một cái option này. Ok, rồi bây giờ mình sẽ vô cái mình dùng Justin đúng không, trong cái App Store mình chỉ lưu model, trong cái User Store mình ok. Thì bây giờ mình sẽ get một cái API, lấy cái property type. Ok, lấy cái property type API đó là mình đã có rồi. Trong cái property type này chưa có get, thì bây giờ mình sẽ tạo một cái API get. Mình sẽ đặt là API get property type. Đấy. Truyền vô chỗ này sẽ là param. Đấy, method sẽ là get. Rồi, thì bây giờ mình bỏ cái thằng này đi cũng được. Thôi, như này cũng được nha. Bây giờ qua bên cái server check cái root, cái route á là có cái route get chưa. Đây, mình có get này nhá, có get, get property type có luôn. Rồi, ổn định. Ổn định. Thì bây giờ mình sẽ quyết định là mình get cái này là get ở ở trang home hay là get ở cái con app luôn. Thì bây giờ sẵn ở trang home á thì cứ mỗi lần mình về trang home nó lại get. Còn mình làm ở file app á thì nó chỉ get lần đầu tiên thôi. Anh em hiểu không? Nó không có get nhiều lần. Giả sử như cái file app, tại vì cái file app của mình lúc nào nó cũng là file app thì nó unmount, tức là mình tắt app thì nó mới unmount đi, đúng không? Đấy, thì mình sẽ viết get ở đây, nhưng mà cái get ở đây á là mình sẽ dùng cái Justin để mình get. Ok. Đấy, bây giờ cái Justin này lúc trước mình có viết cái nào async chưa? À, mình có viết một cái async này nè, bây giờ mình sẽ viết thêm một cái nữa thôi. Mình thay vì get role thì mình sẽ là get property. Cái này là tùy anh em thôi nha, anh em muốn viết ở đâu thì viết, muốn gọi sao thì gọi nhé. Cái này không bắt buộc phải gọi là cứ theo mình đâu nha. Đấy, chỗ này mình sẽ là API get property type đó, mình không có truyền cái limit lên, chứng tỏ là sao nè, mình sẽ get all đúng không. Đấy, thì bây giờ trước mắt á, là mình sẽ tạo một cái biến của cái thằng này là của user, toàn của user rồi. Thì trước mắt là cứ lưu lại đó. Mình sẽ tạo một cái store mới, mình sẽ đặt là view pro này, bên này, thì này. Mình sẽ gọi ở property đi, view property đi, chấm js đi. Rồi, view property vậy thôi. À, mình đặt thêm cái store nữa nha, để biết nó là cái store. Đấy. Rồi bây giờ copy cái ông user này. Đúng ra là copy cái ông app này thôi nha. Ctrl A, Ctrl C này, tại vì thôi cứ thằng user đi, Ctrl A, Ctrl C này. Ném qua đây thôi, đơn giản đúng không? Rồi cái chỗ mà lưu ở dưới cái local này thì mình sẽ tạm thời là gì anh em, comment nó lại ha. Tạm thời là comment nó lại.
Mình sẽ tạm thời là comment bursit. Thế thôi, mình sẽ lấy của thằng app đi. Rồi. Mình sẽ sửa lại là view property này. Store. Rồi. Mình sẽ đầu tiên mình sẽ có một cái biến gọi là property type. Đó, nó sẽ là một cái array. Một cái array còn lại là vực. Rồi, bây giờ mình sẽ qua bên cái thằng user store này, mình sẽ copy cái thằng này. Đó, trả lại cái user store như cũ ha. Rồi, qua đây mình sẽ ném ở đây thôi. Đó, mình có async async get. Cái này mình chưa import nè, mình sẽ import vào. Rồi, thì trước mắt á thì mình sẽ log cái response ra xem nó là cái gì đúng không? Console log nè, response này. Đấy, rồi nếu mà có response success thì mình sẽ set cái như này. Như này bằng response.data. Ấy, mình sẽ là response.property type luôn. Còn không thì mình sẽ set là array lại ha. Rồi, lưu lại nhé. Rồi bây giờ mình sẽ gọi nó ở cái thằng app này. Mình sẽ có một cái hàm gọi là get property type. Ok. Rồi đây, bây giờ mình sẽ ra mở cái expect lên này, xem cái check cái network nhé. Check cái network này. Rồi, bây giờ mình sẽ check cái network lưu này, để cái lock ở đây. Rồi, bây giờ mình sẽ lưu lại nhé, lưu lại cho nó gọi API nhé. Rồi. Đấy, nó sẽ gọi một cái API là property đây. Rồi, nó sẽ get được cái đúng ra là get property type chứ nhỉ? Sao lại get property? Property type đây. Trả về property. Cái này là lộn rồi, lộn rồi, lộn chuồng. API property. Xem lại bên này nè. Ồ, vô thằng này đúng rồi. API get property type. Anh em xem này, trên cái lock nó không lock, chứ là nó chưa gọi cái hàm này á. Để xem nào. À đây, thấy chưa? Chỗ này em mình ngáo nè, mình sẽ API get property type. Ui, sao lại API nhỉ? À, nó không có tự import được, mình phải làm bằng tay. Con này. Con store này. Bằng này, view property này, store này. Gọi nó này. Rồi, xuống đây là mình sẽ lấy cái thằng này. Bỏ vào đây. Rồi, chứ ra đó clear lại cái network này. Lưu lại này. Ra đây thấy nó gọi property này. Đấy, check được cái response này. Cái preview này. Đấy, nó có hai cái property này. Thấy chưa? Thì chỗ này anh em thấy là nó bị thừa cái gì nè. Nó bị thừa rất là nhiều trường. Thì lúc này là mình sẽ tận dụng cái gọi là limit field. Đúng không? Mình sẽ tận dụng cái limit field vào đây. Đó, nó trừ này. Bây giờ mình sẽ cần lấy cái gì? Lấy cái name này để hiển thị này. Thứ hai nữa là mình lấy cái thích á, thì anh em có thể lấy cái hình ảnh này để bỏ vô cái option này. Thì lúc này là mình sẽ dùng thư viện. Dùng một cái thư viện nhé. Và mình lấy cái ID này. Đúng không? Mình lấy ID để tìm ha. Và lấy cái name. Trước mắt là như vậy.
Thì nếu mà được á, video sau mình sẽ, nếu mà anh em muốn thì comment dưới nha, mình sẽ làm video sau, mình sẽ làm gọi là custom cái option của thằng này đấy, kiểu giống như là mình sẽ lấy hình ảnh mình ném vào đây luôn đó, cho nó tường bên chọn cho nó dễ đó. Vì bây giờ mình sẽ cần lấy ID với anh em thôi, còn lại là vứt. Thì bây giờ chỗ này mình sẽ thêm vào đây một cái gọi là một cái object, nó có một cái trường gọi là limit. Nó một cái trường gọi là fill chứ nhỉ, fill fill đúng không, biết đúng rồi này. Cái fill này á là một cái này, bây giờ mình muốn lấy cái thằng nào bỏ thằng nào thì bây giờ mình muốn lấy ID với anh em thôi đấy, phải anh em rồi lưu lại đúng không. Thì bây giờ vô đây mình, nó sẽ gọi tới cái hàm này, thì hàm này nó sẽ nhận vào cái gì anh em, nó sẽ nhận vào một cái param đúng không, nó sẽ nhận vào hàm get mà, nó sẽ nhận vào một cái param đó. Thì cái param này xin đây, nó sẽ nhận một cái param này, param này xin ném vô cái thằng này đúng không, thằng này sẽ gọi về. Ok rồi ra check lại thôi, thì check lại này, thì lúc này anh sẽ check là ấy ra toang rồi, nó vẫn không có ảnh hưởng gì, mình đang để là fill đúng đúng chính tả không vậy. Từ nha, check lại cái API của thằng property property type get này, ông thằng này mình sẽ gửi là cái trường là fill này trừ bây giờ nếu mà từ từ nhá, exclude này, replace exclude này, mình sẽ lấy cái thằng attribute, attribute là lấy thằng field này split ra là ID với name. Xong mình sẽ tìm thử là trong cái attribute này có dấu trừ không, nếu mà không có dấu trừ thì nó sẽ thêm cái attribute là bằng cái ID với name đúng mà. Thì bây giờ sẽ check tiếp xuống cái chỗ mà khi mà không truyền cái limit. Đây, khi mà không truyền cái limit. Cái này là check redirect đúng không? Option query. Fill option. Đó mình cũng rã là option mà. Option mà. Thì bây giờ mình sẽ thử lock cái option ra nhé. Control lock cái option này. Option nó sẽ có một cái kêu là attribute. Rồi bây giờ mình sẽ thử lock cái option ra khi mà mình gọi API nhé. Rồi bây giờ sẽ reload lại trang này, bấm vô cái fetch như này nhá, fetch HR này, thì nó sẽ chỉ lấy cái những cái API mình gọi phía server thôi. Bây giờ qua server xem, đây nó có gọi là attribute là ID với name này, rõ ràng attribute ID với name ở chỗ này mình lại không lấy được nhờ, vô lý. Để xem lại nha, không có limit, mình lock ở đây. Where này, option này. Đợi anh em đợi xíu nha. Ok anh em, thì biết tại sao là nó lại không trả về ID với name á, tại vì là nó vẫn gọi là đi gọi là khi mà mình anh em check nè, là nó sẽ chạy vào trong cái thằng get early get all này trước này, nó check cái redirect database trước ha. Nó check trước thì nếu mà có thì nó sẽ lấy trong cái redirect nó thả về luôn, nó không có chạy vào cái hàm ở bên dưới này để mà nó gọi là gì, để mà nó trả về cái data đúng rồi của mình đúng không? Đấy, nên đâm ra là nó cứ như vậy biết thôi. Thì để hạn chế điều này nha, thì mình đang lưu là lưu get property type đúng không? Tức là một cái key như này vào đây, vào Redis. Thì một thằng user thì nó là ok.
đúng không? Giả sử như nhiều thằng nó cùng truy cập đi, thì giả sử cái thằng đầu tiên nó truy cập nhanh hơn, nó vô cái key là get property type, cái thằng thứ hai nó cũng vô cái API này nhưng mà nó lại vô sâu, thì đâm ra là nó lại chạy vào Redis, nó thấy cái key này đã có rồi, nó lấy lại cái data của thằng trước, đúng không em? Thì cái này là cũng đúng thôi, nhưng mà mình đang muốn gọi là phân biệt ra, tức là của thằng nào thì mình sẽ xử lý data của thằng đó. Giả sử như là cái thằng client A đi, nó chạy vào đây thì mình sẽ phải gọi là đặt một cái key là get property type, rồi client A, là thằng B sẽ là get property type client B ấy, kiểu như vậy. Thì khi mà thằng A nó truy cập á, thì nó sẽ chỉ chạy vô kiếm thằng A, nó lấy của data của thằng A nó trả về thôi, còn thằng B truy cập thì nó sẽ không ảnh hưởng gì cái data của thằng A, anh em hiểu không? Đấy, và một cái nữa là gì, giả sử như cùng một thằng user đi, nó có sẵn một cái data ở trước rồi, như lần trước á là mình demo lại nha, mình demo lại là sẽ bỏ cái thằng này đi nè, đấy lưu lại. Thì giả sử như mình để như này, thì khi mình ghé đó thì nó sẽ chạy vào đây, nó lấy được cái key này, thì lúc này chỉ có name với lại ID thôi, đúng không anh em? Qua bên này này thì cái chỗ này nó hơi tốn thời gian một xíu, nhưng mà mình sẽ làm cho nó cụ thể ra ha, tại vì cái này cũng gọi là tự chém gió ra thôi anh em ạ, cũng không có gì đâu. Bây giờ vô này anh em sẽ thấy là lúc nào nó cũng ra có ID và name thôi, mặc dù nha, mặc dù là mình ở trang home này đúng không, mình ở trang app đi chứ, hay mặc dù nha, mình ở cái trang app mình không có truyền cái trường field vào nữa nha, thì nó vẫn trả về ID với name này, nó giống như hồi nãy thôi. Đấy, giả sử như mình không có truyền gì nữa nè, em thấy không, là lúc này là nó vẫn trả về là gì, ID với name đó, là lúc này đúng ra là nó phải trả về full cho mình, tại vì mình đâu có trường field đâu, anh em không? Anh em thấy là ở trên mình có field ID nè, mà dưới mình không có field, thì lúc này là phải truyền đầy đủ cho mình. Nhưng mà ông này ông dính một cái là Redis vô, ông chọt vô thằng này, ông thấy có thằng này rồi và ông lấy ra thằng này cho mình đó. Thì bây giờ mình sẽ có một cái cách khác ha. Đầu tiên là sẽ phân biệt bằng client, tức là thằng A lấy vô thì sẽ không trùng với lại thằng B, là một. Cái thứ hai nữa là mình sẽ gọi là sao nhỉ, mình sẽ làm một cái là cái data này này nó sẽ tự động mất sau bao nhiêu giây đó, tức là việc ghi vào trong cái Redis Store nó sẽ tự động, nó có thời hạn ha, thì đến đúng giờ đúng giấc thì nó sẽ xóa đi để mình reset lại cái get của người ta đó. Cái thứ ba nữa là mình sẽ lưu cái key này nè, cái key này mình sẽ lưu theo cái param vô nha, tức là cái param của người ta mà thay đổi á, thì bắt buộc là mình phải xóa cái thằng này đi và mình sẽ nhập cái thằng mới vô, đúng không? Nếu anh em ghi game property type này thì nó cái param nó không có thay đổi nhá. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái param làm cái key luôn, thì khi này á là người ta mới gọi là thấy cái sự gọi là khác nhau ha, lấy sự khác nhau của nó. Mình nói đây hơi dài dòng, nhưng mà cái lúc property type này mình sẽ sửa lại một xíu nha. Đây, đầu tiên là vô á, đầu tiên á là mình sẽ get nè, đó, get thì làm đầy đủ các kiểu con đà điểu không nói. Đến cái lúc mà chỗ này, đó, mình thêm cái key này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ thêm cái gọi là đây này. Đây này. Trên C đó, nguyên cái chỗ này mình sẽ đặt tên là biến filter nha, mình đặt ở trên này luôn, constructor này, filter đó, mình sẽ đặt nguyên cái này bằng cái biến này, ok chưa? Đó, nguyên cái thằng này luôn. Thì bây giờ nguyên cái đống này mình sẽ dùng làm một cái key, nhưng mà nó có một cái trường hợp nữa là giả sử như mà mình gửi lên thì có thằng trước thằng sau, đúng không anh em? Giả sử lúc này là limit trước, lúc sau là limit sau, thì cái key này nó sẽ bị khác nhau đó, cái key này sẽ bị khác nhau, nên đâm ra là mình phải làm sao đó cho nó đồng bộ, đúng không? Mình sẽ làm sao đó cho nó đồng bộ đi, thì làm cách nào thì mình sẽ phải sort nó theo một cái gọi là từ A đến Z, hoặc là từ Z đến A kiểu vậy hả. Thì để làm sao nha anh em, để xảy ra mình test thử được không, mình sẽ chỉ anh em ha. Ok anh em, thì mình mới test, nó tìm được một cái cách ha, để mà lấy được
một cái key sao cho nó gọi là không đổi khi mà cái ba RAM nó là không thay đổi, mặc dù là nó khác về thứ tự nhá. Thì cái hàm của mình như sau. Đầu tiên này, mình đang lock cái filter nhá. Cái filter của mình là đang gắn giữa cái gọi là cái query với lại cái option đúng không? Mình đang gắn hai thằng này, thì khi mà cái option hoặc là cái query nó thay đổi thì thằng này sẽ thay đổi, cái filter này sẽ thay đổi. Thì khi cái filter này thay đổi nhá, nhưng mà nếu như mà xét về logic á, mà nó không thay đổi á, thì chắc chắn là cái cụm từ cái key mình đưa ra nó sẽ không thay đổi. Đây mình ví dụ nhé, thì hồi nãy mình có test và lock ra cho em xem. Đấy, đầu tiên á, ai này, khi mà bây giờ mình sẽ clear luôn nha, mình sẽ clear cái server, mình sẽ test lại cho anh em xem luôn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ làm em run dev này, mình sẽ chạy lại cái server này. Rồi thì cái hàm mình giải thích như sau. Thì đầu tiên á, là mình sẽ lấy cái object này, mình stringify nó thành một cái chuỗi string, chuỗi JSON đúng không? Thì sau cái chuỗi JSON đó thì nó sẽ có những ký tự đặc biệt, giống như là dấu nháy hoặc là dấu dấu nhọn rồi này nọ, vuông rồi đó, nó không phải là alphabet. Thì mình sẽ vứt hết, mình sẽ replace hết những ký tự đặc biệt, mình sẽ lấy chữ alphabet và con số thôi. Rồi tiếp theo nữa là sau đó là mình sẽ lấy cái chuỗi string đó, mình sẽ split ra thành một cái array để làm gì? Để mình sẽ sort theo alphabet, tức là mình sẽ lúc nào nó cũng theo một cái chiều từ A đến Z kiểu vậy. Thì lúc này là mình sẽ không bị thay đổi thứ tự ha. Thì cái hàm này là hàm sort. Như cái này á, là local compare này là cái gì, dùng để mình so sánh, tức là mình để sort cái chuỗi string nha. Còn nếu mà anh em sort theo cái number thì mình chỉ cần để dấu lớn dấu bé hoặc là dấu trừ dấu cộng là được nhá. Đó thì bây giờ dấu trừ hoặc là dấu lớn hoặc dấu bé ha, hoặc dấu bằng gì đó tùy anh em. Nhưng mà nếu mà string thì cái đó nó sẽ không ăn, bằng bắt buộc mình phải dùng một cái khác, đó là khi mình có Google thì mọi thứ đều Google anh em ạ. Đây ở trên đây này mình có Google cho anh em thấy là đầu tiên là cái get IP này tí mình nói sau. Cái hai là mình sẽ là sort cái alphabet này, thì nó sẽ chỉ mình rất là nhiều cách. Có một cái cách mình thấy rất là hay, đó là nó sẽ dùng cái hàm local compare là xong, và mình áp dụng là nó đã thành công ha, áp dụng là nó thành công. Thì mình tí mình sẽ test cho anh em xem. Sau đó là mình compare nó, tức là mình sẽ sort nó theo từ A đến Z, sau là mình JSON lại thành một cái ký tự string thôi đó. Thì bây giờ mình sẽ test này. Thì cái filter, để anh em để cái filter với lại cái mình lock hai cái nha, một cái là sau khi qua cái hàm của mình, một cái là cái nguyên mẫu. Thì ở bên cái file app này nè, ở bên cái file app này, đâu rồi, file app rồi, ở bên file app này mình đang cố tình nha. Đây hiện tại mình truyền vô một cái field để là name và ID nha, name trước ID sau đó. Bây giờ mình sẽ làm một cái gì đó mình lưu lại cho nó gọi là API này. Đó này sẽ thấy là nó gọi cái này hai lần thì kệ nó, từ từ nói sau. Hiện tại á, là cái filter của mình là cái này đúng không, filter của mình là cái này, và cái chuỗi sau khi qua cái hàm biến đổi của mình là nó ra cái chuỗi này. Giả sử bây giờ mình sẽ đổi lại là thành ID trước và name sau, thì lúc này là về mặt logic là nó không thay đổi nhiều, nhưng mà nếu mà anh em không để qua hàm á, anh em không sót á, thì nó sẽ là khác nhau ha, tại vì anh em phải sót thì nó mới giống nhau được. Thì mình lưu lại nè. Đó là em sẽ thấy là cái chuỗi này nè, đúng không? Với là cái chuỗi này nó không có khác gì nhau, tức là cái key này là bằng nhau, nhưng mà cái filter đó nó lại khác nhau nè, đó thấy chưa? Nó khác nhau về cái gọi là khi mình stringify thì nó sẽ khác nhau, anh em hiểu không? Nhưng mà về mặt logic là nó giống nhau thì bắt buộc mình phải qua hàm. Thì dùng cái này làm cái key của Redis đi, đúng không? Dùng cái key của Redis thì lúc này á là cái key này nó sẽ là khắc phục được cái việc là khi một thằng user nó thay đổi ba RAM thì vô đây thì cái param sẽ thay đổi, thì lúc này là nó sẽ đi 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 gọi là không có lấy trong Redis nữa, mình sẽ chọn vô database để nó lấy cái data mới này vậy ha. Và tiếp theo nữa là để phân biệt cái nhiều thằng user cùng get, thì chẳng hạn giả sử như hồi nãy mình có nói rồi đúng không, thằng này nó gửi cái param như vậy, thằng user khác không gửi param như vậy, thì làm sao mình phân biệt được hai thằng. Thì chỗ này mình sẽ thêm một cái nữa là mình sẽ lấy IP address của cái thằng mà truy cập lên á, mình sẽ làm key luôn ha. Thì lên Google là có hết em, mình Google này cái cách để get cái IP, thì mình sẽ dùng cái thư viện có sẵn của thằng Node, đó là sử dụng OS system này này đó. Thì cái thư viện này thì ném cái hàm này vào thôi, anh em cũng không cần ok, nếu mà anh em muốn muốn hiểu cái hàm này thì mình có thể test cho anh em xem luôn ha. Thì ở dưới cái cách mình lấy IP của một cái thằng gửi lên đó là đầu tiên nha.
IP này là get IP của cái mạng server thì phải nhờ. Cái này mình chưa test là ok em, cái này mình chưa có test là có phải là IP của thằng client gửi lên hay không, hay là IP của cái thằng server đang chạy ấy, nên đâm ra là không chắc lắm, nhưng mà đại khái là cứ lấy trước cái IP này ha, ném vô thì về mặt cái ý tưởng là mình sẽ làm như vậy. Sau này á, là nếu mà nó không phải thì mình sẽ nghĩ cách để lấy được cái gọi là cái gì đó để phân biệt được giữa client A với cả client B ha. Đó thì trước mắt là mình sẽ lấy cái IP vô ha, thì đầu tiên là copy cái đoạn này thôi, ném vào, tạo trong intel chọn cho mình một cái file fn nha, xong rồi dán thằng này vào. Thì trước tiên mà vô thằng này á, thì comment lại. Bây giờ mình sẽ lock từng cái cho anh em xem ha. Thì đầu tiên mình sẽ lock cái thằng gọi là gì, net ra này, cần sẽ lock cái net ra, cái net này đấy, mình sẽ lock cái net này ra, coi nó là cái gì đúng không, thì để làm sao lock được nó. Mở đứng kênh tiêu nha, anh em chọn vô anh tiêu nha, chọn gọi là open terminal, xong nó đứng vào đây, anh em chạy riêng một cái file thôi, chạy riêng cho mình một cái file gọi là fn fn.cs thôi, chạy riêng một cái file này thì nó sẽ ra được cái net là mình cái gì đó, nó net của interface này, nó sẽ lấy ra được mình một cái object như thế này đó, một object như này, đây là tên tên mạng này ha, nó sẽ có tên từng cái mạng này, mạng lâu lúc bắt cái này là interface ảo gì đây này đó. Thì bây giờ ở đâu là cái IP, IP address là nằm ở đâu, thì nó sẽ ở cái gọi là IP IP4 thôi, IPv6 thì nó sẽ không có IP đâu đó. Đây trong cái thằng nào mà IPv4 thì nó sẽ có gọi là gì, có ID address, IP address, thì cái cách nó lấy thì nó sẽ check cái thằng nào mà có family là IPv4 thì nó sẽ lấy cái gọi là cái SDR này đúng không, cái CDDR này đó. Thì bây giờ mình sẽ vô cái code này, nó đơn giản thôi, nhìn đọc là hiểu mà. Thì đầu tiên là tạo một cái biến gì đó thôi ha, hoặc là một cái object rỗng thôi. Đây nên là tạo một cái object rỗng này đấy, sau đó là nó sẽ object chấm key, có nghĩa là gì, object chấm key thì cái thằng này nó sẽ lấy key tạo thành một array thôi. Thì thằng object này nó có hai key, một key là wifi, một key là lúc đây nè đó. Thì khi object chấm key nó sẽ là một cái array có hai cái giá trị này đó. Thì cái name này sẽ là gì, cái name này này là một là wifi, name này thứ hai là name thứ hai là lúc bass đây nè, đó là hai cái name đó. Thì lúc này là cái net chọt vô name, tức là net chọt vô key đúng không, thì nó sẽ lấy được cái gì, nó sẽ lấy được cái array tương ứng với từng cái key. Thì giả sử như đối với cái key là wifi đi đúng không, với key là wifi, với cái name là wifi, thì cái net name này tức là cái array của thằng wifi này đúng không. Thì thằng net này nghĩa là gì, thằng net này có nghĩa là một cái object, một cái object con này. Ok thì vô đây thì nó sẽ check cái gọi là net chấm family mà là string, thì nó sẽ để là gì, IPv4, còn không phải cái type of thì nó sẽ để là 4. Nếu mà net chấm family mà bằng family v4 value và không có net chấm internal, net chấm internal là nó đây này, net chấm internal là false này, internal là false này đó, internal là true này. Cái này nghĩa là sao, nếu như mà net chấm internal mà là false đó, mà là false thì nó sẽ chạy vào đây đó, nó chỉ check những cái thằng nào là net internal là false thôi, tức là nó bỏ qua cái thằng này rồi đúng không, nó bỏ qua cái thằng này rồi đó. Lúc này là nó sẽ lấy vô cái result.name này, result.name add vô trong cái array này, sau đó là boost cái net.address. Thì nếu mà anh em lần vô từng cái một á thì anh em sẽ biết là nó lóc ra được cái gì. Thì cái này mất, cái này là chỉ là code gọi là code thuần JavaScript thôi, anh em có thể check từ từ nha. Đó cái đoạn này là mình sẽ lóc ra cái result cho anh em xem này ha. Cái chủ yếu của mình là cái result thôi đúng không, đấy mình sẽ chạy lại cái file fn này đó, anh em thấy không, là result này
Đó, cái file FN của mình nó sẽ ra được cái gì? Wi-Fi này là cái key này. Là một cái object result network result.name, đúng ra nó sẽ là một cái object chứ nhỉ. Mình sẽ thử để một cái object rộng này nè. Lưu lại. Rồi mình sẽ chạy lại nhé. Đó thì nó sẽ ra một cái object này, nó có một cái key là wifi và nó có một cái gọi là IP của thằng đó. À, thì nguyên cái này này, mình có thể lấy cái IP này mình cộng vô thêm cho cái thằng 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 mà mình cái ba RAM này, mình sẽ cộng vô cho cái ba RAM này, mình sẽ tạo một thành một cái key nhé, mình sẽ tạo thành một cái key. Thì đây mình sẽ thử nha. Anh em nhớ thấy cái wifi này, cái IP address này nhé. Sau đấy mình sẽ làm cái hàm này nhé. Mình sẽ đây trong cái thằng FN này luôn, hàm này mình sẽ không export luôn ha, mình sẽ là export một cái hàm gọi là rain rain net gọi là key này, Reddit đấy bằng một cái hàm ha. Thì coi như là cái hôm nay là mình sẽ làm cái này nha, còn cái filter sẽ là tiếp theo phần 2 ha. Đó ok, cái nguyên liệu mình bỏ vào là gì? Nguyên liệu mình bỏ vào đầu tiên sẽ là cái filter này nếu có nha, cái filter nếu có. Cái thứ hai bỏ vào là gì? Cái thứ hai bỏ vào đó là không cần, mình sẽ bỏ cái filter thôi. Rồi trong này mình sẽ return ra lại cái gì? Mình sẽ return ra đầu tiên á là cái hàm đâu rồi, cái hàm này của mình nhá. Mình sẽ lấy cái hàm này, cái C này, mình sẽ là constructor này, ba RAM. Mình sẽ để là filter đi, filter string này, key này, bằng này, ném thằng này vô được chưa? Này kia báo gì đây? Expect 2 chấm, 2 chấm gì á? 2 chấm gì á? À, cái này là mũi tên. Rồi, mình sẽ có một cái thằng này, sau đó là mình sẽ có thêm một cái result từ cái ông gọi là for net. Thằng này mình sẽ viết trong một cái hàm nhé, constructor này, get IP address bằng đó. Thì cái hàm này sẽ ra return, return một cái result. Thì đầu tiên mình ném cái này vô, sau đó là mình sẽ return này. Anh em thấy để ý là cái này á là mình làm một cái object đúng không, thì mình sẽ lấy cái key đầu tiên thôi. Đó mình sẽ là object, object nhé, chấm key. Ok thì lúc này là mình sẽ bỏ cái result này vào này, sau đó mình sẽ lấy cái key đầu tiên thôi. Đó là lúc này là mình sẽ cộng lại hai thằng này với nhau nhé, thằng này return này. Thì lúc này là mình sẽ là return này cái filter string này đó, cộng với lại là cái hàm. Không thì mình em viết thẳng cái hàm này ra luôn, constructor này, IP này, IP address bằng get IP address vô đây, sau đó là mình sẽ cộng với lại là IP address. Đó, nó sẽ ra một cái key. Rồi, lưu lại. Ok, thì bây giờ mình chỉ cần lấy cái hàm này ra. Lấy hàm này ra qua bên này. Khúc này mình sẽ vứt đi. Khúc này mình vứt đi, sau đó là vô cái thằng này. Cái method get này mình đang gọi là pagination.
cái này chỉ có file O thôi, file O là mình ném vô thôi, còn cái file theo cái phân trang này là chưa ném à. Ok thì mình test thử cái file O thôi. Ok nó sẽ là constant này, key này, bằng này, gọi là generate credit rồi đấy, mình sẽ bỏ cái filter vào đây. Ok rồi chỗ này mình sẽ là cạnh trên C, mình sẽ ném cái key vào đây chỗ D này, chỗ V đó, mình sẽ ném cái key vào rồi xong query. Ok chỗ này anh em có thể ném cái filter vào thôi ha, ném cái filter vào thôi, không cần phải viết lại nữa ha. Hoặc là sau này mà muốn có gọi là include vô thêm nữa thì ném cái này vào thôi là xong, rã split trả nó ra. Rồi nếu mà không có thì mình sẽ set key vô này và shrinkify nó nhé, sau đó là trả về. Còn một cái nữa là read có thời gian nữa, tức là sau một khoảng thời gian bao nhiêu lâu đó, tức là sau một cái lần gọi là họ dùng 50 một tiếng 2 tiếng gì đó thì sau mình sẽ canh khoảng một ngày thì mình xóa một lần, kiểu vậy mình sẽ gọi là xóa hết những cái cache này luôn cho nó gọi là đỡ cái DB của mình ha. Thì trước mắt mình sẽ test trước cái key đó đã ha. Đầu tiên là mình sẽ xóa cái thằng này, xóa sao nhỉ, xóa thằng này đi, delete này. Ok rồi bây giờ mình sẽ thử get lại nhé. Đây mình sẽ reload này này, rồi qua bên trong cái Redis này mình sẽ là vẫn chưa có à. Để mình xem lại bên này nó phải xét vào chứ nhỉ, hoặc là có lỗi gì đó ha, sẽ xem bên đây là có lỗi gì không. Đây nó báo lỗi này, rõ ràng là báo lỗi này, lỗi gì đây, cannot read data. À cái lỗi là ở cái mình chưa connect server thôi, mình nãy lại này. Ui cannot identify data connect refill, cái này không tính này. Cái server mình crash, cái này là cái server mình crash nên nó không gọi được này. À nó không có biết cái biến gọi là export. À đúng rồi, qua bên này mình nhầm nha, sorry anh em, mình quen cái bên Next.js ha. Ok chỗ này mình sẽ export theo kiểu gọi là export này, hoặc là module module chấm export đi. Rồi mình sẽ là generate Redis lưu lại, thì qua bên này mình sẽ dùng cái destructuring để mình lấy. Rồi ổn rồi, ok server nó chạy lại, ra đây test lại, test rồi nó không bị lỗi gì đúng không. Vô đây check reload lại này, đó thì lúc này nó sẽ có một cái, à mình đang lấy cái wifi nhỏ rồi, nhỏ nồi rồi, bây giờ mình phải check mình lấy cái IP chứ mới đúng nha, nhỏ quá. Mình không phải là object chấm key, object chấm key là hơi sai, mình sẽ object chấm value mới đúng, mình sẽ lấy cái value mới đúng. À, mình lấy cái key là lấy cái file là không đúng rồi. Rồi làm lại nha, bây giờ giả sử nó vẫn có cái thằng này đi, mình check vô lại cái thằng này đi, đó ngon lành. Bây giờ mình sẽ reload này này, nó phải thêm một cái key mới này, đấy cái key này dính với lại cái ID thằng này đúng chưa. Rồi bây giờ cái key này là mình vứt đi nhá, delete này. Rồi bây giờ anh em xem cái tốc độ, check cái tốc độ là biết luôn nhá, cái time này kéo như thế nào nhỉ. Đây cái time của thằng này là 7,89 giây, bây giờ mình sẽ lót lại xem nó như thế nào.
Nó xuống là bao nhiêu anh em? 1,32 giây. Đúng không? Nó rất là nhanh, chứng tỏ là thằng này nó lấy từ Reddit này. Đúng không? Này đó lại này. Đó, 301 giây. Giả sử như mình không reload base đi, mình không reload base đi, mình sẽ cho nó chạy gọi là đi ra đi vào nha. Giả sử mình vô cái trang này, đúng không? Rồi mình qua lại trang home. À, nó đang lấy ở trong thằng app thì bây giờ bắt buộc phải bị lót lại trang thôi. Rồi nói chung là nó tầm 2,07 hoặc là 300 ms giây, nó cũng hơi hơi nó cũng không gọi là không xuống máy nhưng mà nó có xuống đúng không anh em. Rồi bây giờ mình sẽ thử check lại bằng cách là mình thay cái key này, đúng không? Mình thay cái key này trước đi. Đó, mình mỗi cái ID thôi. Thì đất này là cái param đã khác rồi đúng không? Thì bắt buộc là nó phải ghi lại trong read rồi. Đó, vào đây, em thấy là thằng này là 300 ms giây. Vô trong này, reload lại này. Đó, là lúc này là nó có một cái thằng khác này. Rồi, bây giờ mình sẽ thử lưu lưu lại. Xem nó bao nhiêu. Ui chắc thằng ở trên mà là 300, thằng này là 700 ms giây à. Hình như test cái này cũng không chính xác mấy nha. Mình sẽ mở cái Bossman lên test nha. Trên Bossman là chính xác nhất á. Thằng này tại vì mình phải bấm reload trang thì nó không phải ha. Đúng ra là nó không cần phải reload trang đó. Em đợi xíu nha, mình sẽ test, nếu mà không thấy hiệu quả thì thôi mình vứt. Cái này cũng gọi là tự mò thôi nè, tự nghĩ ra thôi chứ không biết là ở trong ngoài công ty họ làm cái gì đó. Nhưng mà đại khái là bắt buộc phải phân biệt giữa theo ba ram hoặc là một cái gì đó mà nó khác nhau thì chắc chắn là chỉ có ba ram thôi, ba ram hoặc là body, mà chả ai dùng body cả, tại vì method get thì đa số là dùng query với là ba ram thôi đấy. Ok, bây giờ mình sẽ thử test à, cái này vứt đi nha. Bây giờ mình sẽ vứt cái thằng này đi. Rồi, mình sẽ bỏ thằng này. Cái này cũng bỏ đi nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ tự test là HTTP này. 5000. Đúng không? Rồi thêm prefix là API. Rồi thêm gì nữa? Để xem thằng này nó gọi cái gì. Mình sẽ copy nguyên cái đoạn này đi. Rồi, mình sẽ thử ghép thử nhé. Rồi, quả này là được 96 ms giây. Bây giờ mình sẽ xem thử là bên trong Redis này nó có cái key nào mới không. Nó đang là 1, 2, 3, 4, 5 key nhé. Đó, nó vẫn là 5 key. Rồi, bây giờ mình sẽ thử ném thằng này vô là nem nhé. Xem này. Lúc này nó là 30 ms giây à. 27 ms giây. 86 ms giây. Ui. Nãy giờ mình hỏi khá là nhiều lần nha. Cái array limit này nó gọi là gì anh em? Nó bị undefined một cái này. Cái này là do không có client ID á nên nó lấy undefined này, nó không có check undefined ha. Mình đang check thằng này. Sao mình test nó không thấy ấy máy nhỉ? Giả sử mình bỏ cái field này đi. Ba trăm. Get lại nè. Đây đúng không? Lấy lại là được 44 này. 109. 27. Tại vì cái data mình gửi về anh em, nó không có chênh lệch nhiều. Tức là cái data mình nó phải là nhiều cơ.
thì nó mình mới thấy sự chênh lệch về thời gian, tại vì cái này nó tính mili giây, nó không chính, nó sai số rất là nhỏ nên mình không có thấy sự chênh lệch thời gian. Bây giờ giả sử như thằng này nó là nhiều data này thì mình sẽ thấy sự chênh lệch thời gian đúng không? Đó, test là phải test cái chênh lệch thời gian thì mình mới chính xác được. Bây giờ mình sẽ reload lại này, nó có thêm một cái key, nó có thêm một cái key này đúng không, nó có thêm một cái key này. Thì bây giờ cái key này mình xóa đây này, mình xóa đi, lúc này là không có cái key đó đúng không, thì mình gọi này, đó là tốn tới hàng trăm đúng không, thì khi mình gọi là lần hai thì nó sẽ là vô hàng chục thôi, được chưa? Đó thì giả sử như lúc này mình thay đổi 3 RAM đi, mình sử trên cái này nó có cái gì trong này không, mình sẽ cho nó gọi là nhiều thôi, tức là vẫn làm sao cho nó gọi vẫn nhiều nhưng mà thời gian nó ngắn kiểu vậy. Thì cái limit field thì vứt đi này, mình sẽ thử bằng cái name nhé, trong cái 3 RAM này mình test lại nhé. Thằng này là đang rất là nhỏ tại vì nó có trong Redis rồi. Bây giờ sử mình thêm một cái 3 RAM là name này bằng cái how this đó như này, hoặc là cái thằng nào cũng có, thì mình sẽ để là chữ A đi hả, bắt mình sao hao, mình sẽ để là chữ chữ O đi đó, search này. Lúc này là nó chưa có nha, cái key mà có name này là cái param nó thay đổi, thì lúc này nó chưa có thì bắt buộc là nó phải lớn đó nó mới đúng đấy. Thì khi mà nó có rồi á thì mình search lại này thì nó sẽ ngắn đó. Tương tự giả sử anh em bỏ name đi thì nó sẽ ngắn, tại vì cái key mà search không có name á nó đã còn lưu trong Redis rồi đúng không, nó vẫn ngắn này đó. Thì lúc này là nó mình sẽ lưu trong Redis 2-3 cái key, lúc này là mỗi lần cái 3 RAM thay đổi mình cứ lưu vào lưu vào lưu vào, thì khi họ gọi tới đúng với 3 RAM nào đã xài rồi trước đó thì họ trả về rất là nhanh đấy. Đó là cái gọi là sự khác biệt ha. Thì mình test trên trình duyệt là do mình limit field á, là đâm ra là cái data gửi về nó rất là nhỏ đó, nó còn cái ID với name, hoặc là mỗi ID thì cái thời gian chênh lệch đó nó không có, anh em sẽ thấy không rõ rệt đó. Muốn test thì anh phải test là một cái data trả về nó thiệt là lớn đó, nó tốn phải tính bằng giây, thì khi mà lưu vào thì em thấy là nó sự khác biệt đấy. Thì tới phần mà property á thì mình sẽ test lại cái này một lần nữa ha, mình sẽ test lại cái này một lần nữa cho anh em rồi sẽ thấy sự rõ ràng sự khác biệt luôn, và mình sẽ test trên trình duyệt luôn nha. Thì cái này là mình đang rút kinh nghiệm thôi, mình cũng chưa test cái này bao giờ nên nên cũng hơi 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 gọi là hơi rườm rà một xí, nhưng mà đại khái là cái ý tưởng là có, anh em cứ theo cái ý tưởng đó là làm ok ha. Rồi bây giờ mình đã xong cái này rồi, thêm một cái phần cuối nữa là mình sẽ off cái video này, đó là mỗi khi mà cái anh em nếu mà làm như này thì một thằng user nó sẽ lưu rất là nhiều key, thì như này là cũng ok thôi, tại vì cái thằng này nó không có giới hạn về cái chiều dọc, anh em có thể lưu thoải mái. Nhưng mà đúng ra là mình cũng phải nên là gì, reset reset để mà những cái mà họ không bao giờ dùng tới nữa đi thì mình sẽ reset kiểu vậy ha. Giống như cái search mà search theo chữ O đó, thì có một ông này ông xài à, sau này ông xài xong rồi ông không có bao giờ tìm theo chữ O đó nữa đúng không. Giả sử như search mà anh em mà O này có mình ông này ông làm có một lần duy nhất à, thì thằng này nếu mà một lần duy nhất lưu trong DB thì nó là hơi phí đúng không, nó là hơi phí thì sau này không dùng lại nữa mà, thì để lại nữa hơi tiếc. Thì bây giờ mình sẽ canh thời gian mình xóa đi để nó reset lại đúng không. Thì mình sẽ search một cái key, lên đây search thôi, đơn giản mà, cái gì cũng vậy, cái gì cũng biết thì tra Google, câu nói thần thánh ha. Thì mình sẽ là Redis nè, Redis Renderless à, hoặc là Expire Time, Expire Time đây, vô đọc doc cho nó lạnh, không thì vô Start Overflow cho nhanh. Key Second, mình dùng cái thư viện gì á nhỉ, là gõ tên thư viện cho nó nhanh nha, anh em gõ như này nó ra chung chung á. Mình dùng cái thư viện là Redis, thì mình sẽ nếu mà thư viện nó trùng rồi thì mình sẽ gõ thêm cái gọi là Node.js set file time Redis Node.js này,
If you want is by 24 giờ later keep cái bạn này đó ha, trên này tức là nhiều thằng nó muốn xóa theo hàng ngày nè, mình sẽ ra Reddit nè, Spice nè, Key nè, nếu ở đây mình có dùng clan không, có chắc chắn là có. Xuống cái chỗ Reddit đâu rồi đây, Reddit này chấm get key này, thì bây giờ bỏ thằng này ở đâu cho nó lúc mà nó xét á thì mình sẽ expire luôn nhá. Thì chỗ này này, cái chỗ mà nó xét này thì mình sẽ thử là Reddit này chấm này expire này có không, đó expire này đấy có luôn. Key này thì mình sẽ bỏ cái key này vào, rồi thời gian thì mình sẽ ném cái này vào thôi, nó là tính sẵn cho mình 1.000 như này rồi thì mình sẽ ném vào đúng không, rồi giả sử là cái này nó đem 1 ngày, cái là new date này, nó ra new date này, nó ra mili giây, nó chia cho 1.000 nó ra số giây, số giây này tức là tính từ ngày hôm nay là số giây này là tức là cái số giây này á với cái timestamp á với cái số giây này sẽ suy ra được cái giờ giấc cái lúc mà mình vừa lưu vào, thì lúc này sẽ cộng thêm 1 ngày này, thì cái này là cái cộng thêm 1 ngày ha, là mình sẽ cộng thêm giây. Giả sử như mình cộng không phải là 86400, mình sẽ cộng là 10 giây thôi, mình sẽ check xem là sau 10 giây hoặc là 20 giây đi, xem thử là nó có delete cái key đó hay không nhá, lưu lại này. Rồi bây giờ vô trong cái Reddit thì mình sẽ delete hết nhá, chọn delete hết luôn, sau đó là chỗ limit ray limit này mình cũng check xem ID luôn nha, là xong. À, lúc này nó không có cái vụ là undefined nữa, không có xóa một lúc à, chịu khó mình sẽ xóa từng cái ha. Ok. Rồi, mình sẽ chịu khó xóa từng cái một đi. Rồi, ok. Này là đang rộng đúng không? Bây giờ mình sẽ thử gọi là API dùng cái Postman cho nhanh. Thì khi mình gọi mình sẽ check xem là khoảng 20 giây nó có tự xóa đi không nhá. Thì đầu tiên mình sẽ send cái thằng này luôn. Rồi, vô đây mình sẽ reload là nó sẽ có một cái key này, à key này. Đấy, anh em thấy là cái limit đâu, nó để lúc này nó ra 16 giây này, time to live này, time to live này là 16 giây. Đấy. Ngon lành. Sau đó là mình sẽ reset này, nó còn 4 giây này. Đấy, mình sẽ là reset lại là mất này. Đấy, mất tiêu. Ok con dê, rất là ngon lành luôn nhá. Thì khi này á mình sẽ test lại. Đầu tiên là mình sẽ send nhá, mình sẽ coi là mili giây là bao nhiêu. 216 giây. Mình send lại này là 30 giây đúng không? Bây giờ giả sử như bây giờ mình sẽ chờ nó mất cái thời gian này đi, trong khoảng thời gian này thì vẫn là tính là hai số nhưng mà hai chữ số đúng không? Đó, mình gọi là hai chữ số. Đấy, nhưng mà chỉ cần chờ nó 3 này, 2 này, 1 này, mất này. Nó mất một cái thì mình sẽ gọi lại là bắt buộc phải lấy lại trong DB thì đúng là lên 3 chữ số. Ok. Rồi, rất là ngon lành luôn. Thì cái chỗ ray limit này mình sẽ thêm vào cái ID của cái thằng user luôn để cho nó không có ray limit undefined, tại vì ray limit undefined này thì thằng nào nó vô nó cũng bị undefined, thì giả sử một thằng nó đang bị limit spam thì thằng khác vô thì nó lần đầu tiên vô nó cũng sẽ bị spam tại vì nó đều là ray limit undefined đó, nên chỗ này mình sẽ check luôn nhé. Nó nằm trong cái middleware rồi. Anh em thấy là chỗ này mình đang check thêm một cái là client ID đúng không? Mình sẽ check một cái client ID đây. ID này. Đấy thì cái này là đúng ra là phía client á thì mình sẽ dùng cái thư viện OS để mình cái này này. Tức là bên client nhá. Mình sẽ lấy cái hàm này dùng ở bên client tại vì cái hàm này nó chỉ lấy được cái IP của cái chính nó thôi. Nó không có lấy IP của thằng khác được.
nên đâm ra viết cái này ở server thì nó sẽ lấy IP của server hiện tại là IP của cái máy của mình hoặc là cái mạng của mình đó, cái wifi của mình. Đấy thì bây giờ bắt buộc là mình sẽ phải làm ở FE, thì mỗi cái thiết bị nó sẽ có một cái địa chỉ IP, mỗi cái wifi nó sẽ có một cái địa chỉ IP đấy kiểu vậy. Lúc này là mình phải thêm một cái nữa là nếu mà suy ra được mình sẽ lấy được cái gọi là cái phân biệt được cái user agent á. Mình sẽ lấy thêm cái user agent để phân biệt luôn ha, thì cái ý tưởng là vậy. Thì đây coi được thời gian bao lâu đây, ok nó hơi quá rồi vậy thôi ha. Vậy cái video sau mình sẽ tiếp tục ha. Thì lúc này mình sẽ mình sẽ nghiên cứu cách để gọi là lấy được cái IP này, tức là một thằng và một mạng wifi nó sẽ có IP address rồi, mình sẽ lấy ra rồi, nhưng mà nhiều thằng nó dùng chung một cái wifi thì nó sẽ đâm ra là cái IP address mình lấy là giống nhau nhưng mà nó hai thằng khác nhau đó. Thì lúc này là anh em có thể giới hạn cái IP address là giới hạn cái wifi đó, nhưng mà nó không hay, mình phải giới hạn luôn là đúng cái thiết bị đó ha, đúng cái thiết bị đó đấy, nó mình muốn chơi như vậy mới được. Thì hôm sau mình sẽ làm ha. À, tức là bê cái thằng này, bê cái đống này nè qua cái FE thôi ha, là xong, sửa lại một tí ở code của server là xong nhé.